Sau đây chúng tôi hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm PowerPoint trên chiếc iPhone. Đầu tiên thì các bạn phải vào cái phần ứng dụng và các bạn tải về cái PowerPoint. Ở đây tôi tải rồi nên là chúng tôi chỉ việc mở nó ra thôi. Giao diện ở PowerPoint thì nó cũng giống với giao diện ở trên máy tính, tuy nhiên là cái màn hình nó nhỏ, do đó các bạn phải chú ý. Ở cái cửa sổ hiện ra thì các bạn có thể nhấn đúp vào đó để các bạn nhập các cái nội dung thông tin mà các bạn muốn trình chiếu ở trên PowerPoint. Ở phía bên dưới thì có các ký hiệu để cho các bạn có thể chèn được các cái hình ảnh và các bạn có thể chèn các cái hộp hình khối vào trong cái slide trình chiếu. Để các bạn chèn vào thì các bạn có thể xóa bỏ đi các cái ô mà các bạn không nhập thông tin chữ. Sau đó các bạn nhấn vào cái nút ký hiệu là nhập hình ảnh. Các bạn sẽ vào cái đường dẫn vào trong cái thư viện ở trên iPhone và các bạn chỉ việc nhập những cái ảnh bạn muốn đưa vào. Ví dụ đây là một cái ảnh bạn đưa vào, sau đó bạn có thể xếp đặt các vị trí và cũng có thể kéo ra to nhỏ khác nhau. Nếu chúng ta muốn nhập thêm hình ảnh nữa vào thì chúng ta cũng lại trở lại và chúng ta nhấn vào trong cái hộp hình ảnh đó và sau đó chúng ta mới nhập thêm cái ảnh thứ hai vào. Và tương tự như thế chúng ta cũng có thể kéo, di chuyển, đặt ở các vị trí khác nhau ở trong slide. Cùng với chèn hình ảnh thì PowerPoint cũng cho phép chúng ta chèn các cái hình khối. Ví dụ đây là một cái hình vuông, chúng ta nhấn vào và chúng ta phải, nó sẽ hiện hình vuông lên và chúng ta sẽ kéo chỉnh các cái khu vực để đặt vào nơi mà mình mong muốn. Và cái hình vuông này thì chúng ta có thể thay đổi được màu sắc. Ví dụ ta vào cái phần có thể tô được màu hay là thay đổi, bỏ đi cái màu và chỉ giữ cái khung thôi. Bên cạnh thì có một cái ô để chúng ta giúp cho chúng ta nhấn vào để nhập chữ. Chỉ có cái là cái size chữ nó hơi nhỏ. Do đó sau khi gõ xong thì chúng ta phải bôi đen chữ đi. Và chúng ta bắt đầu chỉnh đến màu sắc, chỉnh đến cỡ chữ để cho nó phù hợp với cái mục đích sử dụng của chúng ta. Hộp ô chữ này sau khi gõ xong nội dung thông tin thì các bạn hãy nhấn vào bôi đen cái ô đi và chúng ta cũng kéo dài nó ra thì khi đó chữ nó sẽ là một dòng. Đó. Thay vì chữ nó sẽ xuống các dòng thì chúng ta kéo dài nó ra thì tất cả cái dòng chữ nó sẽ đi theo chiều ngang. Sau đó chúng ta chọn tất cả cái chữ đó bôi đen, sau đó là chúng ta sẽ điều chỉnh màu chữ, điều chỉnh size chữ rồi thì kéo đặt vị trí chữ ở các nơi khác nhau. Bây giờ thì tôi muốn có một cái vòng tròn đặt vào trong cái slide. Thế thì tôi nhập vào cái ô hình khối, nhập một cái hình tròn vào. Đó. Sau đó kích vào cái vòng tròn này và chuyển xuống là sẽ không sử dụng cái màu sắc ở bên trong mà chỉ dùng cái khung thôi. Đấy. Và khi đó thì cái hình tròn nó sẽ trong và nó sẽ hiện lên như thế này. Và chúng ta cũng có thể là cho cái hình tròn nó lặn xuống bên dưới thay vì bây giờ nó đang nổi ở bên trên, và chúng ta có thể nhập thêm các cái hình ảnh nếu chúng ta mong muốn vào cái slide để trình chiếu. Phần mềm PowerPoint trên điện thoại thì có cái chức năng cho các bạn có thể chụp ảnh luôn ở trên điện thoại và đưa vào trong bản trình chiếu. Khi bạn nhấn vào chiếc máy ảnh thì camera sẽ hoạt động và lúc này thì bạn có thể chọn bất cứ một cái hình ảnh nào để các bạn chụp thành ảnh. Sau khi chụp xong thì các bạn sẽ nhập cái hình ảnh đó vào luôn trong cái slide. Nó cũng rất là tiện. Chỉ có cái là khi các bạn dùng đó thì vì nó điện thoại nó nhỏ do nó là lúc đầu các bạn dùng nó hơi khó, nhưng về sau các bạn quen rồi thì thực ra sử dụng điện thoại để làm các cái trình chiếu PowerPoint cũng rất là tiện và các bạn có thể làm được rất nhiều thứ ở trong cái phần mềm như thế này. Chúc các bạn thành công.